Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, khi tham gia giao thông sẽ có không ít những trường hợp nguy hiểm mà chúng ta không thể lường trước được. Ấy vậy mà có nhiều tài xế lái xe con lại vô tình tự tạo thêm nguy hiểm không đáng có cho mình và những người xung quanh bằng cách nhồi nhét hàng cồng kềnh, chở người quá tải. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua những trường hợp tài xế xe con liều lĩnh chở hàng cồng kềnh nhưng vẫn chạy bon bon trên cao tốc khiến cho nhiều người khiếp vía. Một pha chế độ làm cho người đi đường phải mắt tròn mắt dẹt của bác tài xế xe Toyota Vios. Nhìn từ xa mà cứ tưởng là quái vật phương nào xuất hiện. Đến lúc nhìn gần thì ai nấy đều hú hồn. Đúng là hết nói nổi. Quá coi thường pháp luật. Tình huống được cho là xảy ra trên tuyến cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội, được một người lưu thông cùng thời điểm dùng điện thoại ghi lại, sau đó chia sẻ video trên một số hội nhóm về giao thông. Theo đó, chiếc Toyota Vios lưu thông trên cao tốc nhưng chở phía sau là một téc nước lớn. Vì đây là xe sedan với phần cốp khá hạn chế nên người điều khiển xe đã phải mở nắp cốp và téc nước bằng những sợi dây màu xanh. Đáng chú ý là ngay cả khi chở hàng cồng kềnh thì xe Toyota Vios vẫn chạy ở làn dành cho phương tiện đi tốc độ nhanh. Sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng họ không hiểu nổi cách làm của tài xế chiếc Toyota Vios. Một tài khoản nhận xét: những anh đi xe bán tải, canh chở xe tải mà nhìn thấy cảnh này cũng phải chào thua mất thôi, chưa kể là đi tốc độ cao trên đường cao tốc nữa. Một người khác cũng bày tỏ, không biết chủ xe Vios nghĩ gì mà lại chọn giải pháp này. Quả thực là hơn không bỏ hao, bởi vì như này là vi phạm giao thông, rồi nếu không may xảy ra tai nạn thì hậu quả khó lường, nguy hiểm cho chính mình và những người khác. Vậy mới nói, không phải ai khi tham gia giao thông cũng có thể có ý thức chấp hành đúng luật giao thông đường bộ. Ngoài việc vi phạm quy định khi tham gia giao thông, việc chở hàng cồng kềnh như này còn có thể gây hại cho chiếc xe. Mở nắp cốp rồi chằng hàng như vậy, cộng thêm với việc chạy xe nhanh có thể khiến cho phần cốp bị hư hỏng, cháy xước. Việc dùng dây buộc để cố định hàng hóa cũng có thể làm biến dạng phần tay của nắp cốp, gây cong vênh. Thôi thì các bác tài cứ nhìn đây mà rút kinh nghiệm nhé. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là nha nha người người lại sắm sửa cho ngôi nhà của mình những cây cảnh để chơi Tết. Nhưng làm thế nào để có thể chở một cây đào to hay một chậu hoa thật là lớn về nhà chơi Tết trong khi đang sử dụng một chiếc xe sedan? Cho vào cốp xe là nhanh và thuận tiện nhất, tuy nhiên cũng phải dụng tâm một chút trong trường hợp này. Theo đó, trong một video clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường. Đáng nói phía sau cốp xe vẫn đang mở. Không những vậy thì còn có một người đang ngồi ôm chậu hoa lan khổng lồ. Người này còn không ngừng đung đưa, lắc lư hai chân tỏ vẻ thích thú. Và chính vì đặc điểm hài hước nhưng vô cùng nguy hiểm này, chiếc xe đã nhanh chóng thu hút được mọi ánh nhìn từ người đi đường. Ngay cả bác tài xế phía sau cũng không kìm được mà phải giơ máy ghi lại hình ảnh này, chia sẻ lên mạng xã hội. Bên dưới bài viết được đăng tải, không ít cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước, cho rằng người tài xế này đã có một phương pháp độc lạ, vừa đỡ tốn tiền thuê xe bán tải chở cây về mà lại vừa gây được sự chú ý cho người đi đường. Bên cạnh đó cũng có không ít bình luận cho rằng hành động của người tài xế này là vô cùng nguy hiểm, cho rằng người này có tiền mua cây mà không có tiền thuê xe trở về. Nhưng quả thật, tai nạn có thể xảy ra một cách bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Nếu chẳng may người ngồi sau hay là chậu hoa bị móc vào đâu đó, ngã xuống đường thì đến lúc đó hối hận đã quá muộn. Nếu như những cảnh người đi xe máy chất hàng cồng kềnh cao như núi vẫn chạy băng băng trên khắp các nẻo đường mang theo sự khiếp sợ cho người đi đường, thì trong đoạn video dưới đây, cư dân mạng lại một lần nữa được một fan mắt tròn mắt dẹt trước màn thô hàng đẳng cấp của chiếc xe con này đây. Theo đó, trong đoạn clip một chiếc xe sedan hiệu Honda Accord chở đồ đạc quá cồng kềnh, đáng nói là không phải chỉ chở một hai món đồ to, cố định, mà trên đầu chiếc xe này là ti tỉ những bọc lớn bọc nhỏ được xếp chồng lên nhau. Bọc lớn nhất còn dài bằng cả chiều dọc của chiếc xe. Người chủ xe còn phải tự chế tạo ra một chiếc giá đỡ, nâng phần trên của gói hàng lên để người lái xe có thể nhìn thấy đường. Những gói hàng phía trên thì nhỏ dần, tạo thành những cái thấp cao khổng lồ được gia cố bằng những sợi dây chằng chịt. Nhưng tưởng với sự cồng kềnh này thì chiếc xe sẽ chẳng thể nào mà di chuyển được. Ấy vậy mà chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường, khiến nhiều người qua lại không khỏi giật mình. Ngay lập tức, những hình ảnh này sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người không khỏi bất bình. Đa số các ý kiến đều cho rằng việc chở nặng chất đồ quá cao trên một chiếc xe sedan gầm thấp như vậy sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm cho cả người lái xe mà còn là cả những người cùng tham gia giao thông, vì không ai có thể đảm bảo được cái tháp sẽ không đổ sập khi mà xe di chuyển nhanh. Tại đây,
nhiều cư dân mạng còn tốt bụng đặt ra giải pháp cho bác Tài rằng thà thuê một chiếc xe tải chuyên chở hàng để giúp vận chuyển, vừa an toàn mà chẳng tốn bao nhiêu nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Bác nào mà đang có ý định thử nghiệm cách làm như bác Tài trong đoạn clip này thì bỏ ngay đi nhá, kẻo lại tự rước họa vào thân. Hết mở nguyên cốp xe, còn giờ thì đến là mở bung cả một cánh cửa xe chạy bon bon trên đường. Muốn chở hàng công kênh mà lại nghĩ ra được phương án này thì đúng là chịu. Đây gọi gì là sáng kiến nữa, gọi là tối kiến mới đúng. Theo đó thì hình ảnh trong clip cho thấy chiếc ô tô đang chở vật cồng kềnh có vẻ như là một tấm nhựa hoặc nhôm khiến tài xế không thể đóng cửa xe. Thay vì thuê xe chuyên dụng chở hàng, tài xế đã quyết định mở cửa xe chạy trên đường, chỉ bật đèn xi nhan bên phải để cảnh báo người đi đường. Clip đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem và bình luận sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Một tài khoản bất bình, thật không thể hiểu nổi, quá liều. Vì tiếc tiền thuê xe tải mà tài xế đã đặt tính mạng của bao nhiêu người vào nguy hiểm. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh xử lý. Những tài xế như thế này cần phải bị xử phạt thật nặng cho nhớ. Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự đồng tình với bình luận này, cho rằng đây là một ý tưởng nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông. Nhưng kỳ lạ là lại không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Việc mở cửa xe ô tô an toàn đã được đưa vào quy định pháp luật và có chế tài xử phạt. Chẳng biết lên phía trên bác Tài này có bị cảnh sát giao thông xử lý hay không, chứ để ngang nhiên đi lại thế này thì lại có nhiều người cũng học tập thì chết dở. Đi trên đường mà gặp cảnh như trong đoạn clip sau đây thì có lẽ là nhiều người phải quay lại nhìn mấy lần mới dám tin vào mắt mình. Đúng là quá liều. Theo đó, trên một con đường có khá nhiều phương tiện đang lưu thông, nhiều người không khỏi chú ý đến một chiếc xe ô tô đang mở cốp chạy bon bon trên đường. Đáng nói chẳng phải là do tài xế quên đóng cốp mà ngay tại vị trí cốp để đồ có ba em bé đang ngồi chơi rất vui vẻ. Ban đầu khi xem đoạn clip, không ít người nghĩ rằng ba em bé này muốn được ngồi ở đây để trải nghiệm cảm giác mạnh. Nhưng khi nhìn kỹ vào trong chiếc xe, lúc này nhiều người mới vỡ lẽ rằng là do phía trên đã chật kín người nên ba em bé mới phải ngồi ở đây. Đoạn clip được người đi đường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội với dòng caption: các bậc phụ huynh có thể vô trách nhiệm đến mức nào? Cảnh sát làm ơn hãy xem cảnh này và hành động ngay. Bên dưới bài viết, không ít cư dân mạng cũng đồng tình ủng hộ, cho rằng di chuyển trên đường trong tình trạng như vậy là quá nguy hiểm. Chưa nói là người ngồi sau còn là trẻ con, các bé sẽ không phản ứng kịp khi nguy hiểm xảy ra để tự bảo vệ bản thân. Hy vọng rằng các bậc phụ huynh hãy sáng suốt khi cùng các bé tham gia giao thông để bảo vệ an toàn cho chính các bé và cả những người khác. Còn quý vị nghĩ sao về những trường hợp này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.